Tỉnh An Giang khẩn trương tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người mắc bệnh nền. Để nhanh chóng đạt độ bao phủ mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho 100% dân số từ 18 tuổi trở lên, tỉnh An Giang khẩn trương tiêm vaccine phòng bệnh cho người từ 50 tuổi trở lên, người mắc nhiều bệnh nền. Những ngày gần đây, số ca tử vong do mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang tăng, trong đó trên 70% trường hợp tử vong là người lớn tuổi, có nhiều bệnh nền, mãn tính nặng chưa được tiêm vaccine. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang, ghi nhận 26.002 ca mắc COVID-19, có 545 ca tử vong. Riêng trong ngày 8 tháng 12, An Giang ghi nhận có 300 ca mắc và 19 ca tử vong. Đến hết ngày 8 tháng 12, hơn 1,32 triệu người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19, đạt 96,65%. Hơn 1,23 triệu người tiêm đủ 2 mũi, đạt 89,89%. Tỉnh đã triển khai tiêm vaccine mũi 1 cho hơn 172.000 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, đạt 91,4%, và có gần 24.000 trẻ em đã tiêm đủ 2 mũi, đạt 12,67%. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, tỉnh đã yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, lập danh sách để khẩn trương tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong tháng 12 năm 2021, An Giang đảm bảo 100% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine. Trong đó, tỉnh khẩn trương rà soát tiêm vaccine cho người từ 50 tuổi trở lên mắc bệnh nền chưa tiêm. Đối với các đối tượng yếu thế, khó di chuyển như người cao tuổi, bại liệt, tàn tật, An Giang sẽ tổ chức đội tiêm vaccine lưu động hỗ trợ người dân tiêm tại nhà. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cũng giao Sở Y tế xây dựng kế hoạch triển khai việc tiêm mũi tăng cường, mũi bổ sung cho những người đã tiêm chủng đủ liều cơ bản theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.